tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời lời Việt thương ngàn năm văn hiến đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng. Cao Minh Hân xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị đến với chương trình Câu lạc bộ Thượng nghệ sĩ Talk Show. Và chương trình này đến với khách sạn tuần vào mỗi chiều Chủ nhật lúc 3:30, sáng thứ ba lúc 9:30 và chiều thứ năm lúc 3 giờ. Thực hiện chương trình này chúng tôi nhằm mục đích là giới thiệu những chương trình sinh hoạt hữu ích trong cộng đồng của chúng ta. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay trong không khí xuân đang về và trong studio của đài IBC TV, chúng tôi rất là vui có sự hiện diện của ba em sinh viên đến từ trường UC Irvine sẽ gửi chúng ta một cái chương trình mà chúng tôi nghĩ là rất là hữu ích trong cộng đồng chúng ta. Cảm ơn anh, mến chào các em đang có mặt trong studio. Từ bên trái qua là bắt đầu là chúng ta có Trân, Vivi và Su. Mời các em gửi lời chào đến khán giả của đài IBC TV. Dạ, chúng con xin chào quý vị khán giả đang xem đài IBC TV. Chúng con đến từ nghiên cứu Dreams của trường UCI. Con tên là Trân. Dạ, con tên là Su. Và con tên là Vi. Dạ. Wow, những em rất là trẻ nhưng mà phải nói có tâm hồn, luôn luôn nghĩ đến những cái công việc hữu ích cho cộng đồng. Và như là Trân mới giới thiệu, ngày hôm nay các em sẽ đến để giới thiệu một cái chương trình của một cái project có tên là Dream Project. Thì các con có thể sơ lược cái Dream Project là cái thế nào để cho khán giả của đài IBC TV có thể biết thêm, mời một trong ba em. Dạ, chúng con là thành viên nghiên cứu của Dreams. Dreams là được một chương trình từ trường đại học của UCI. Chương trình này được nghiên cứu, được tài trợ bởi Viện Quy Y tế Quốc gia dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Simon Lee và sự hợp tác của trường đại học Harvard. Mục đích của chương trình là để tìm hiểu yếu tố gây căng thẳng về người Việt khi di cư sang Mỹ. Wow! Phải nói một cái chương trình, một cái ý tưởng rất hay mà con có thể cho biết tại sao tiến sĩ Lee ông lại có cái ý tưởng mà thực hiện cái project này như vậy. Không biết là em nào có thể giải thích tại sao mình có cái Dream Project. Mời con. Dạ, tiến sĩ Lee đã khi nghiên cứu về cái project này thì cô cũng đã bị mất ngủ từ khi cô sang Mỹ từ Nam Hàn Quốc. Cô cũng hay thường gặp những người di cư gặp vấn đề về mất ngủ vì hòa nhập với môi trường sống mới và đã học và học ngôn ngữ mới, nên cô đã tạo ra Dreams Project để nghiên cứu sâu hơn về những vấn đề này. Wow, mình gọi là Dream Project, không biết là dịch ra tiếng Việt là gì hả ba Trân ha? Dạ, Dreams nó sẽ là đứng nó là viết tắt của một cái câu dài, nhưng mà tổng hợp lại mình gọi là Dreams, giống như là ngủ là mình sẽ có những giấc mơ, giấc ngủ. Như vậy thì ngày hôm nay các em đến cùng với cái mục đích, cái ý hướng là chúng ta muốn giới thiệu cái chương trình này. Tại sao cái Dream Project lại hướng đến cái cộng đồng người Việt Nam? Có thể chia sẻ thêm tại sao như vậy con? Dạ, chúng con hướng tới người Việt vì không có nhiều nghiên cứu về người Việt tại Mỹ, mặc dù dân số người Việt đang tăng khá nhanh trong nước Mỹ. Và người Việt tại Mỹ có thể gặp những vấn đề căng thẳng như khác biệt ngôn ngữ và sống xa gia đình. Và chúng con muốn tìm hiểu xem những vấn đề đó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của người Việt tại Mỹ. Và người Việt mình có nguy cơ cao về bệnh tim và tiểu đường, nên qua nghiên cứu mình có thể xem căng thẳng stress có phải là nguyên nhân không. Và Dreams Project là một nghiên cứu lâu dài đầu tiên về stress và giấc ngủ của người Việt tại Mỹ. Và chúng con mong rằng là từ nghiên cứu này, cộng đồng người Việt sẽ nhận được tài trợ từ chính phủ để tạo ra chương trình giúp cải thiện sức khỏe và giấc ngủ của người Việt tại Mỹ trong tương lai. Wow, chắc là quý vị nghe phần trình bày của các em chúng ta cũng phải đồng ý rằng là một cái project rất rất là thiết thực cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta, mà phần lớn phải nói là cũng rất là những người đang gặp những cái vấn đề này, về như là Su và Vivi cũng như là Trân có nói về những vấn đề căng thẳng về ngôn ngữ, về trở ngại, rất là nhiều vấn đề. Và trong xã hội chúng ta sống hàng ngày, các em sinh viên thì cũng phải gặp những cái căng thẳng về khi mà để mình đi học, những cái vấn đề về học hành, khi chúng ta ra trường, rồi công ăn việc làm, gia đình vân vân. Thì đây là một cái project có thể nói là rất rất là thực tế cho cộng đồng người Việt chúng ta. Thì chúng ta cũng biết thì người Việt Nam chúng ta không phải là một cái sắc dân riêng ở đây, mà rất là nhiều sắc dân khác nhau. Các con có biết tại sao mà mình có thể mình nhắm tới những cái sắc dân khác để khi mà mình làm một cái thống kê, một cái project, một research như vậy á, thì nó có thể apply tới những cái thị số khác nhau hay là chỉ có riêng về cho cộng đồng Việt Nam chúng ta không?
Dạ, hiện tại tại vì tiến sĩ đang nhắm hướng tới người châu Á, thành ra người Việt mình là một phần trong những người châu Á ở đây. Người Việt mình là nhóm thiểu số, thành ra ít khi mà có những chương trình có thể giúp tìm hiểu, nghiên cứu về người Việt Nam, nên đây là một trong những nghiên cứu hiếm khi mà được tài trợ bởi chính phủ, nên tụi con cũng rất mong là kiếm được nhiều người tham gia. Tụi con có gặp vài khó khăn khi kiếm người tham gia, vì tụi con muốn tìm nhiều người từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ những người ngủ ngon giấc đến những người ngủ không ngon giấc. Tụi con không thể gọi điện bất kỳ để kiếm người tham gia, nên tụi con có hợp tác với các trung tâm cộng đồng để tìm kiếm được những người tham gia phù hợp. Hiện tại nhóm nghiên cứu đang cần những người tham gia ở độ tuổi 80, trẻ hơn như 30, 40, 50 và đã sống ở Mỹ hơn 20 năm và có một trong những đặc điểm trên như là phái nam, có học hoặc là có học vấn dưới trình độ cấp 3. Wow, thế là những cái lứa tuổi mình rất là khác, nhiều lứa tuổi khác nhau, 30, 40 đến 80 tuổi cũng tham gia được. Mình cũng quên là ngày hôm nay vui vui trong cái không khí để mình thay đổi không khí chút xíu. Lúc trước khi vào studio thì Nhân mùa xuân đang về định hỏi là các em là trời nghiên cứu như vậy, đi học như vậy có hát không? Lên thứ như cái lên chương trình của từng nghệ sĩ là phải hát. Cô giáo Trân cũng thưa quý vị cũng khoe ở đây. Trân cũng là một trong cô giáo của các em thiếu nhi hướng dẫn trong cái câu lạc bộ nghệ sĩ phải không? Khi mà còn đến tham dự là cô giáo các em thì cảm nghĩ con nào thấy các em múa hát như vậy, cái cảm nghĩ con thế nào? Dạ, thì được gặp những các em nhỏ ở đây, con rất là thích khi được dạy các em những điệu múa dân tộc Việt Nam. Tại vì mình đang ở xa quê hương nên con biết giữ gìn được dân tộc Việt Nam rất là khó. Nên con thấy các em rất là chịu khó, mặc dù không hiểu tiếng Việt nhiều nhưng vẫn chịu khó tập theo nhạc Việt Nam và hát được nhạc Việt Nam và cả làm MC theo tiếng Việt Nam. Rất là giỏi. Còn Su với Vi thì hai con cũng sinh ở đây hay là ở Việt Nam đây con ở này? Dạ, con sinh ở Việt Nam. Ở Việt Nam. Dạ, con sinh ở đây. Wow, mình nói tiếng Việt giỏi quá như vậy. Nói tiếng Việt giỏi và làm những cái project như vậy, như là Dream Project để trở về với cộng đồng, giúp cho cộng đồng Việt Nam, thì nói là một cái công việc làm của con rất là... Chắc chắn là khi mà nghe khán giả ngày hôm nay, không riêng khán giả IBC TV mà chúng tôi sẽ phát hành trên những cái media, mong quý vị sẽ tiếp tay cùng với các em như liên lạc với những em mà lát nữa đây thì Trân cũng như Vivi và Su sẽ nói thêm về nếu mà mình tham dự chương trình này thì phải có những cái điều kiện thế nào. Con có thể nhanh chóng trước khi mình kết thúc phần 1 ở đây thì cái điện thoại nào hay là một cái website nào để khán giả đang theo dõi chương trình có những bạn bè mà volunteer giúp cho các con, mình giúp cho mình cũng là giúp cho những người trong cộng đồng có những cái hoàn cảnh như vậy và những cái project như vậy. Kính thưa quý vị, phải nói là hiếm có những người bỏ thời gian công sức như các em sinh viên ở đây, nên là chúng ta cố gắng giúp cho các em một tay. Thì cái số điện thoại nào có thể liên lạc ra cho? Số điện thoại của chúng con là 949-232-0061 hoặc là có thể email đến tụi con là ucidreams.viet@gmail.com. Thưa vì một lần nữa cái số điện thoại là cũng có trên các bạn. Con có thể nhắc lại một lần nữa là 949-232-0061. Quý vị có thể gọi điện hoặc nhắn tin vào số này 949-232-0061. Mình đã có những cái project similar như vậy trước đây chưa, hay là một lần đầu tiên mà mình có project như vậy Trân ha? Mình cái research, những cái nghiên cứu này chưa, cần nghĩ về những cái dream giống như similar như vậy, nghiên cứu về giấc ngủ. Mình có những cái reference nào chưa trước đây? Chương trình Dreams là cái chương trình đầu tiên về giấc ngủ, sức khỏe và stress của người Việt. Nên con nghĩ là chưa có nghiên cứu như vậy. Wow, đúng như vậy thì chúng ta thấy rất là, những cái chương trình như vậy rất là hữu ích. Thì trong cái lĩnh vực về y khoa nè, cũng như là trong về nha khoa như là bên thầy Cao Minh Hưng, thì chúng ta cũng rất là thấy những cái vấn đề này rất là thường. Những bệnh nhân đến mà gọi là sleep apnea chẳng hạn, thì có những cái phương tiện, những cái appliance để có thể cho bệnh nhân làm, để có thể từ surgery đến mang những appliance đó vào để có thể giúp cho giấc ngủ. Nhưng mà phải nói đây là những cái phương pháp chữa trị tạm thời thôi. Mình đang tìm một cái project như là Dream Project để mình có thể
đào sâu hơn để mình biết lý do để sau đó mình không có phải vướng vào những vấn đề như vậy. Thì mình được kính thưa quý vị, trong phần 1 chúng ta đã đôi nét viết về cái Dream Project từ John, Sue, cũng như là Vivi và Sue đến hôm nay. Thì chúng tôi mong là quý vị nghe những phần trình bày của các em cũng sẽ giúp các em một tay bằng số gọi điện thoại, và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay, và sẽ trở lại với phần 2 với một số câu hỏi liên quan đến Dream Project từ các em sinh viên từ UCLA.